Hello. Xin chào mọi người nhé. Chào Võ Long Nhật nè. Anh Long Nhật à? Phải không? Phải anh Long Nhật không? Hello Phương Anh, hello Phương Thanh. Chào chào tất cả mọi người nha. Chào chào những người mới vào nha. Rồi xin chúc mọi người có một buổi chiều thứ ba thật ấm áp bên gia đình nha. Chào mọi người. À chiều thứ tư chứ. Ủa nay thứ tư rồi hả? Thời gian quá lẹ luôn ha. Mới thấy chủ nhật nên hôm nay thứ tư nữa rồi. À quên nữa, chào mọi người chiều thứ tư nha. Xin chào, xin chào. Chào các bạn nha. Rồi ai đi ngang cho Thuận cái like cái share nha mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà các bạn không like không share thì các bạn vào xem livestream. Ai có vào xem livestream thì hello Hậu David nha. Ai có vào xem livestream thì cho Thuận một cái comment để Thuận biết, Thuận sẽ chào mọi người nha. Xin chào Vũ Trần. Chào. Chào Hậu David nha. Chào Kim Ngân. Chào các bạn mới vào nè. Chào Dương Hoàng Lan. Đúng rồi, hôm nay chiều thứ tư. Đúng rồi. Xin chào. Ok. Rồi, hôm nay Thuận sẽ mang đến cho tất cả các bạn một cái sản phẩm, mà sản phẩm mang tên là cái dòng spray của Bath & Body Works các bạn. Cái dòng spray mà của các bạn nữ á, nói chung là tất cả các mùi đó nó cũng rất là sexy, quyến rũ và nó có một chút ngọt ngào ở trong đó. Thì cái chủ đề của cái dòng nước hoa này là gọi tên em đi anh. Ok, Dương Hoàng Lan ha, chào em nha. Và cái dòng này họ khi họ sản xuất ra thì họ cũng mong muốn cái người sử dụng nó cũng ngọt ngào và sexy và cũng quyến rũ nè các bạn. Đây những dòng mà Thuận đang sở hữu đây. Đây những cái chai giống như vậy của Bath & Body Works nha các bạn. Là cái mùi nó rất là ngọt, nó ngọt ngọt và nó sexy. Và cái này là nước hoa toàn thân nha các bạn. Đây là nước hoa toàn thân. Và bên Thuận giá một chai như vậy là chỉ có 219k thôi nha. 219k một chai nha các bạn. Đây Swiss Bee. Một cái dòng mà nước hoa toàn thân kiểu mà spray các bạn ha, kiểu spray á, thì khi các bạn đi chơi hoặc là trước khi ngủ hoặc là như thế nào đó vân vân ABCD. Dạ hôm nay thứ tư rồi. Hoặc là muốn dụ chồng chẳng hạn, tối hôm đó thì mặc bộ đồ sexy quyến rũ xíu xong rồi sau đó xịt cái mùi này lên ha, xịt toàn thân để cho ảnh đi làm về hay là ảnh vừa ngủ dậy hay là ảnh vừa ăn cơm xong hay ảnh mới vừa tắm xong gì đó thì vừa vô phòng thì nghe cái mùi là thấy là chuẩn bị sắp có chuyện xảy ra rồi ha. Đây nói vui thôi. Và cái chai này là chai mà bên shop Thuận đang có nha, rất là nhiều loại nha các bạn. 219k một chai giống như vậy nha. Yeah, 219k một chai giống như vậy nha các bạn. Yeah nè, đây những cái mùi nó rất là quyến rũ các bạn. Rất là nhiều loại nha, rất là nhiều mùi. Đây 219k nó đồng giá đó các bạn nha. Đây 219k nữa nè các bạn. Đó, nhiều lắm các bạn ha. Bạn nào cần thì liên hệ với Thuận nha. Thực sự thì những cái dòng này là những cái dòng mà các bạn nữ thích hơn. Những cái dòng mà các bạn nữ sẽ chuộng hơn. Còn các bạn nam thì Thuận cũng có cái body wash ấy, hoặc là cái gọi là shower gel các bạn. Đây, đây các bạn nào mà cần thì liên hệ với Thuận nha. Đây. Rất là nhiều loại nha các bạn. Beautiful Day nè. Beautiful Day nè. Ha. Rồi nó có cả cái white size trust, Swiss Bee nha. Rồi chúng ta có cái pretty and pee đó. Hello, chào chào anh Trung Hoa nha. Xin chào nha. Tất cả đều là 219 nha các bạn. 219k một chai nha, tất cả đều 219k một chai nha. Bạn nào đi ngang vô Thuận những cái team cũng được nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Rồi đây 219k ha các bạn ha. 219k. Rồi, dòng này nè, dòng này cũng rất là dễ thương, là dòng Hello nè. Nó thơm ngọt ngọt đã lắm các bạn ha. Các bạn nào mà muốn dụ trai á là mua chai này về sức lên nha. Nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm, bên Thuận có rất là nhiều dòng nha. Đó. Nó cũng ngọt ngọt thơm, rất là dễ chịu ha. Đây. Đây có Velvet Sugar nữa các bạn. Ha, tất cả đều 219k một chai nha các bạn. 219k một chai. Đây 219k một chai. Rồi. Cái chai này là chai mà đang hot lắm luôn này nè. Chai Jimenez Cherry Blossom
lưu sâm 29k luôn nha các bạn. Thật sự thì hiện bây giờ á, xin chào mọi người nha. Ai đi ngang cho Thường mỗi comment nha, Thường biết Thường chào nha. Thường sẽ đọc tên hết của mọi người nha. Nha, xin chào. Yeah, chào. À, Thường vừa thấy trái tim của ai đó rồi kìa. Yeah. Xin chào. Nếu bên này thời tiết ở Sài Gòn nó nóng kinh khủng luôn các bạn ơi. Nóng khủng khiếp. Chẳng hiểu sao mà nó nóng khủng khiếp như vậy. Và năm nào cũng vậy á. Ok, cảm ơn những trái tim của bạn nào đã cho Thuận nè. Và năm nào cũng vậy mấy bạn. Năm nào mà khoảng tầm chừng qua Tết á, vừa qua Tết là bắt đầu ổng nóng khủng khiếp lắm. Vừa qua Tết là ổng nóng khiếp đảm luôn. Nóng ơi là nóng. Nóng gì đâu mà nóng dữ vậy không biết nữa. Ok rồi, Thuận cũng có những cái dòng nước cái dòng Bed & Body Works thì nó có nước hoa nam và cũng là các cái chai nôi nè các bạn. Đây. Chai nôi này nè bạn, cũng là của Bed & Body Works luôn nha. Đây. Nó cũng là Bed & Body Works luôn, nôi nè. Nôi này là nôi nôi này là mình có cả cái sữa tắm luôn nè. Đó, nguyên cặp này nè, cặp combo nè các bạn. Chai này Thuận giảm giá còn có 699k nha. Chai này còn 699k nha các bạn nha. 699k. Còn cái này thì cũng có 219k thôi. 219 lộn. Thứ tư ông ơi. Ok, chai này cũng 219k nha các bạn. Đây, chai nôi nè, để Thuận mở ra cho mọi người xem nha. Anh đồng ý kết bạn với em đi Quỳnh Lê Yến Nhi. Ok, chúc xong rồi anh kết bạn với em nha. Rồi Thuận mở cái chai nôi ra cho các bạn xem nha. Đây, chai nôi nè. Đó. Đó dòng này nè. Thơm lắm các bạn. Nha. Cái mùi nó rất là đàn ông. Hello, hai Mỹ Phạm Nghiêm. Xin chào nha. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn nào vào thì cho Thuận một cái comment nha. Để Thuận có thể thấy mọi người. Để Thuận say hello mà. Đây, chai này chai cũng Bed & Body Works. Cũng của Nam luôn nha các bạn nha. Còn Thuận cũng có những cái dòng cao cấp hơn. Ví dụ như là Bulgari nè. Và những cái chai ví dụ như là Armani Court nè. Nói chung rất là nhiều. Nó cũng rất là nhiều phân khúc để cho mọi người vừa túi tiền để mà lựa chọn đó mà. Còn đây, Thuận xin nhắc lại nha. Tất cả những cái dòng mà của Bed & Body Works mà cái spray này á, cái nước hoa toàn thân này đó là đều 219k nha các bạn. 219k, chỉ có 219k thôi. Đó. Lúc nãy anh thả tim á hả? Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Cho chị chai sữa tắm gội nam hôm nọ đi em ơi. Tắm gội nam hôm bữa là của chị là như chai cốt đúng không? Chai cốt này phải không chị? Chai cốt này đúng không? Cốt vòi nè. Nắng như vậy có bản nhạc Nắng Sài Gòn chứ em trai. Yeah. Nắng Sài Gòn em đi mà chật hứa không? Nắng Sài Gòn em đi mà chợt ngứa. Da nó bị lát mà. Ok, Thuận xin nhắc lại nha. Những cái dòng mà này là của Nam nè. Đây là của Nam nè bạn ơi, chai nôi nè. Nôi Nam nè, cũng 219k luôn nha các bạn. 219k. Chị Mỹ Hiếu. Chị Mỹ Hạnh Nghiêm ơi. Ok chị ơi, vậy em để chai này là cho chị nha. Một chai cốt nè, em để là chai này cho chị nha. Em cảm ơn chị rất nhiều nha. Rồi em cảm ơn chị Mỹ Hạnh Nghiêm. Một chút nữa em chốt đơn nha chị. Rồi những cái chai dòng như vậy cũng 219k luôn nha các bạn. Đây là dạng shower gel á, dạng mà sữa tắm nha. 219k luôn nè. Rồi. Kế tiếp chúng ta có một cái thương hiệu mà cũng đến từ Mỹ luôn nha. Đây các bạn ha. Cái này là nó có vitamin E trong đây luôn nha. Này nó cung cấp vitamin nè. Đó. Đó. Và nó giúp cho da chúng ta mượt hơn, trắng hơn, sáng hơn nha các bạn ha. Một cái dòng mà Mental Body nè, nó có vitamin trong đây luôn, là cũng 219k luôn nha các bạn. Ở bên Thuận là Thuận bán hàng Mỹ xách tay và chuẩn Mỹ xách tay luôn nha các bạn. Đôi khi thì có những cái giá nó có thể cao hơn thị trường 10.000, nhưng mà có cái 10-15.000 và có cái Thuận bán thấp hơn thị trường. Tại vì thứ nhất là bên Thuận thì cũng chủ yếu là bán shop online. Thứ nhì nữa là nói chung bán cũng vòng vòng ở nhà, nên là Thuận cũng muốn mang đến cho mọi người những cái sản phẩm tốt và giá nó cũng rất là tốt, phải chăng để cho
nước hoa nữ Spring có không em? Dạ em không có cái dòng đó đâu chị ơi, để cho mọi người mua để mọi người cảm thấy thoải mái hơn ha các bạn ha. Tất cả mọi thứ đều 219k nha mọi người, 219k. Rồi Thuận cũng có cái body lotion nè, cái body lotion này cũng của Bed & Body Works luôn nha các bạn. Cái body lotion là super smooth nè, body lotion là 24 giờ nha. Ok, chai này thì cực thơm rồi, thơm lắm các bạn. À, chai này mà các bạn nữ nào mà tối tối mà muốn dưỡng da này kia nữa, ok tuyệt vời luôn nha. Hàng của em dùng ok. Dạ em cảm ơn chị Mỹ Hạnh Nghiêm rất là nhiều. Rồi ok, đây chai này lotion nha các bạn, cũng 219k luôn, 219k hết. Rồi Bed & Body Works nè, cái này là Ultra C Body Cream ha, cái này cũng là thuộc dạng mà dưỡng da luôn các bạn, cũng 219k luôn nha, 219k, 219k. Rồi cái dòng này là dòng mà Hair and Body Works, là cũng của Bed & Body Works luôn nha các bạn nha. Đây cũng 219k luôn nha các bạn, 219k luôn. Đây rất là nhiều, bên Thuận nhiều lắm các bạn ơi. Đó, cái này thì có mật ong luôn nha, cái này có mật ong cũng của Bed & Body Works luôn nè. Nè mà cái này nó tới 296ml, có kem trị mụn luôn nha Nguyễn Mai ơi, có kem trị mụn luôn nha. Đây để Thuận giới thiệu hết một cái dòng này cái đã, rồi một chút Thuận quay lại nha mọi người. Đó tất cả mọi thứ đều 219k nha mọi người nha, 219k hết. Đây còn này là của nam nè, cái này của nam đó nè, mua về tặng cho ông xã nè, ổng khoái lắm luôn á nè. Fresh Water nè, Bed & Body Works, này là body cream nha nè. Nó giống như là dạng da mà chúng ta có bị khô á, thì chúng ta thoa lên nó dạng body mà dưỡng dưỡng da mà các bạn ha. Rồi Thuận quay lại cái kem trị mụn cho Nguyễn Mai nha. Đây Thuận đang cầm trên tay là một cái kem trị mụn và một cái combo nó là thêm một cái chai dầu thơm Versace nha bạn, cái dầu thơm Versace nha, cái dầu thơm là Eau de Parfum nha bạn. Nè đây cái combo này chỉ có 299k thôi, gồm một tip, một cái tip này là tip trị mụn, đặc trị mụn luôn nha. Nó sẽ làm mờ những cái vết thâm do mụn để lại là thứ nhất nè, và trị mụn nè là cái thứ hai nè, và sẽ giúp cho da chúng ta trắng sáng nè. Đó cái dạng kem trị mụn nè, dạng kem trị mụn. Cái này ở trên cái tip này không á, là ở trên Shopee đã bán 250 nha các bạn. Và Thuận tặng Thuận kèm thêm một chai nước hoa nữa. Chai nước hoa này chai nước hoa 5ml, chai nước hoa 5ml rất là dễ thương nha các bạn. Các bạn có thể bỏ vào bóp, nhất là con gái á, các bạn nữ chúng ta có thể bỏ vào bóp nha, bỏ bóp để mà đi dự tiệc này kia rồi chúng ta đỡ phải đem theo chai dầu thơm lớn ha. Đó chai này, cái combo này là 299k nha các bạn. Combo này 299k. Đây combo 299k kem trị mụn nha. Ok Nguyễn Mai ơi, đây sản phẩm của em đây nha. Đây sản phẩm này là của Natural Bliss nha, Natural Bliss, sản phẩm của Mỹ, đến từ Mỹ. Và Thuận sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm này ở trên Shopee nó bán bao nhiêu tiền nha. Đây đây các bạn ơi, đây. Ủa sao lâu vậy? Cái tip này á trị mụn cực tốt nha các bạn, cực tốt. Combo này 299k nha, chúng ta có thêm được một cái chai để xíu này mạng nó bị đại thuận xíu nha các bạn. Đây các bạn ơi, thì các bạn bị bụng chỗ nào thì các bạn thoa chỗ lên ha, thoa lên nha các bạn nha. Đây các bạn thấy ở trên Shopee bán 250 ngàn rồi, trên Shopee là bán 250 ngàn một cái tip này rồi nha các bạn. Và khi các bạn mua bên Thuận 299 thì bạn bỏ thêm 49 ngàn nữa thì chúng ta có thêm được một chai dầu thơm, một chai dầu thơm Audi Parfum luôn nha các bạn. Dầu thơm rất là dễ thương luôn, đây dầu thơm dễ thương lắm, các bạn bỏ bóp cực kỳ sang trọng ha. Rồi Thuận cũng có thêm một cái sản phẩm nữa, đó là sản phẩm vitamin E các bạn ha. Vitamin E này chúng ta có thể thoa lên mặt để mà cho da mặt của chúng ta trắng sáng. Các bạn biết vitamin E nó cung cấp những dưỡng chất cho cơ thể chúng ta để cho cơ thể chúng ta, thứ nhất đó là mau lành vết thương nè,
da trắng sáng nè, vân vân, rất là nhiều cái công dụng. Đây, cái chai vitamin E này và cái chai mà và cái chai dầu thơm bên trong nữa các bạn. Combo này cũng 299k nha bạn. 299k. Đây, tôi sẽ lấy dầu thơm ra cho mọi người xem, rất là dễ thương. Đây. Dầu thơm đẹp lắm luôn á. Dầu thơm của Versace đó các bạn. Đó, dầu thơm Versace. Thấy không? Rất là dễ thương. Ha, 299k nha. Chỉ 299k thôi nha mọi người. Ở bữa thường về mấy chai dầu thơm mà của Versace á, mấy chai nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Hàng của anh tốt lắm, em xài rồi, phái luôn. Ok, cảm ơn Thạch Dân công dân nha. Ok, rồi tôi xin nhắc lại nha, combo vitamin E, combo vitamin E và một chai dầu thơm 5ml là cũng 299k nha. Còn cái chai này là chai trị mụn nha, chai trị mụn, một cái tiếp trị mụn, thì các bạn nào bị mụn đâu chúng ta thoa chỗ đó thôi ha. Và an toàn và hiệu quả, và nó là hàng của Mỹ nha các bạn. Địa chỉ ở đâu về anh Thuận? Anh có ghim cái bình luận ghim ở trên cái like đó em ơi. Đây, 327 cao đạt. Có kem tẩy da chết không anh Thuận ơi? Không các bạn ơi, Thuận không có bán kem tẩy da chết nha, chưa có nhập về nha. Nhiều hàng lắm rồi. Đây, mỗi cái combo như vậy là 299k nha các bạn. Vitamin E thì giúp cho chúng ta da mặt trắng sáng hơn nha, cộng thêm một chai dầu thơm 5ml của Versace. Cái bên này á là Adrenaline là cái tip mà trị mụn á, trị mụn và cộng kèm thêm có sữa rửa mặt dưỡng da không anh, có luôn nha. Cetaphil nè, Cetaphil là có luôn nha Thạch công dân. Đây, 299k nha mọi người. Đây, Cetaphil sữa rửa mặt dưỡng da luôn nha các bạn, cực kỳ tốt nha. Xài Cetaphil cực kỳ tốt, nó làm cho da mình sạch là cái thứ nhất nè. Cái thứ nhì là không làm cho da mình bị khô nè ha. Cái thứ ba là dưỡng da, giữ độ ẩm cho da. Cetaphil chai lớn là 349 nha các bạn, chai nhỏ là 149. Giá bao nhiêu anh? Tại rồi gửi nhỏ ok, cái giá của chai Cetaphil là 349k nha mọi người. 349k một chai Cetaphil nha. Còn chai nhỏ là 149k. Hàng này là hàng Mỹ nhập 100% nha mọi người. Ok. Rồi, tiếp nha mọi người ơi. Có sữa rửa mặt cho nữ không? Có. Cái Cetaphil đó là em, con trai hay là con gái sữa rửa vẫn được luôn em ơi. Cetaphil đó là nữ dùng được, dùng cho em bé được luôn. Cetaphil cực kỳ tốt nha. Hỏa hoa ơi, Cetaphil đó dùng cho nữ được luôn nha. Mấy bạn nữ bên tiệm Thuận toàn là mua Cetaphil không à nha. Rồi, cái tiếp Thuận có cái dầu gội của protein, dầu gội protein nha các bạn. Dầu gội protein thì bên Thuận có cái chai nhỏ một cặp như vậy. Chai nhỏ nha. Một chai như vậy là hai anh sạc. Em xài có bị ăn nắng không anh? Em xài có bị ăn nắng thì chắc chắn là các bạn phải bạn xài kem trộn mới sợ bị nắng thôi, chứ nhất là đàn ông con trai mình thì nếu mà muốn đẹp hơn nữa thì uống collagen mà cái dạng mà trong đó nó có chống nắng luôn á. Đây, dạng này nè. Thuận đang uống dạng này mọi người ơi. Thuận đang uống dạng này nha các bạn. Cái dạng này là trong này nó có chống nắng luôn nha, sáng 3 viên, chiều 3 viên trước khi ăn. Trước khi ăn 30 phút, sáng 3 viên, chiều 3 viên, làm cho da mặt đẹp nè, trắng sáng nè, không mụn nè, làm mờ những vết chân chim nè, rồi tốt cho tóc nè, cho da nè, cho móng nè, cực tốt luôn nha. Cái này ở trong này nó có chống nắng luôn, khi các bạn uống vô, giá 729k nha em ơi. Cái hộp này là 729k, 390 viên, sáng uống 3 viên, chiều uống 3 viên, ha, sáng trước khi ăn uống 3 viên, chiều trước khi ăn uống 3 viên, rồi. Cái dầu mà protein này bên Thuận là 239k một chai nha các bạn. Chai gội hay là chai xả gì cũng giống vậy luôn nha các bạn nha. 239k. Thực sự thì hôm nay Thách Thuận cũng sẽ giới thiệu với mọi người khoảng tầm chừng 10 sản phẩm thôi. Rồi cứ mình cứ dòng luân phiên như vậy á. Ai hỏi gì Thuận sẽ trả lời cái đó nha. Rồi, kế tiếp thì Thuận có cái bình xịt mũi của Nhật nha các bạn. Bình xịt mũi này là không màu, không mùi, không ảnh hưởng trẻ sơ sinh. Nó bảo vệ trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
phạm vi, cái chu vi khoảng tầm từ 15 đến 20 mét vuông, giống như là trong căn phòng của mình vậy đó. Mỗi lần chúng ta xịt á, mỗi lần chúng ta xịt thì chúng ta không phải rượt theo con mũi, mà chúng ta xịt, mà chúng ta chỉ cần xịt vào một góc nhà hay là bất kỳ nơi nào đó thì và sau đó nó sẽ lan tỏa ra và nó bảo vệ em bé nè, bảo vệ con chúng ta, bảo vệ chúng ta suốt 24 tiếng đồng hồ. Và mỗi lần xịt chúng ta chỉ xịt một lần thôi nha các bạn, thấy không? Ở phía bên trên nó có số 1 và ở dưới có số 24 đó các bạn. Thì là chúng ta xịt một lần thôi là bảo vệ được 24 tiếng đồng hồ. Và bên này nó có số 280. Thì số 280 này là chúng ta xịt được 280 lần là gần 1 năm nha các bạn. Và giá chỉ có 269.000 thôi. Giá chúng ta chỉ có 269.000 thôi nha mọi người ha. Đây, để bảo vệ cho gia đình chúng ta khỏi mũi, khỏi bệnh sốt rét, nè, sốt xuất huyết nè. Thì chúng ta mua cái chai này về, và đặc biệt nó không ảnh hưởng trẻ sơ sinh ha các bạn ha. Trẻ sơ sinh thì hệ hô hấp còn rất là yếu, nên là những cái chai mà xịt mũi, ví dụ như là những cái bình xịt mũi Rai hay là những cái xịt mũi, nó rất cái mùi rất là nồng ha, nó ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ sơ sinh. Thì hoặc là chúng ta có thể thoa kem cho em bé, thì da em bé còn rất là non, nên là cái giải pháp tốt nhất của người Nhật là đã làm ra cái chai xịt mũi này để bảo vệ cho chính chúng ta, bảo vệ cho con em của chúng ta, nhất là em bé sơ sinh ha. Mà mũi nó thích cắn em bé sơ sinh lắm, tại vì thịt em bé còn non và thịt thơm á. Bữa nay thứ tư rồi anh ơi, trời ơi, cái comment này bây giờ nó mới nhảy lên. Ok, chào các bạn, hôm nay là thứ tư. Ok rồi, chai xịt mũi này địa chỉ shop đâu vậy anh? Địa chỉ shop anh có ghim ở trên cái like đấy em ơi. Có ghim trên like đó, mọi người chịu khó xem giùm Thuận nha. Địa chỉ shop là 327 Cao Đạt, phường 1, quận 5 nha. Nha mọi người nha. Ok. Cái này 269k nha mọi người. Ok, bây giờ Thuận quay lại với Hello Trung Phong Cường nha. Xin chào. Xin chào Trung Phong Cường. Mấy bữa nay nóng đến mức độ mà hả, uống nước á mà uống kinh khủng luôn các bạn, 30 mấy độ rồi, nóng quá, nóng rồi muốn tuột hết tất cả đi ngủ luôn á, trời nóng, nhìn nóng khiếp đảm rồi trời. Mình nghỉ giải lao xíu, mình tâm sự xíu ha. Sau này mà về già Thuận thích nhất là lên Đà Lạt ở mọi người. Trên Đà Lạt ở thì là sung sướng quá. Hello, chào Võ Lê Bảo nha. Trên Đà Lạt thứ nhất là không khí nó trong lành, thứ nhì là khí hậu nó mát mẻ nè. Về già mà lên Đà Lạt ở thôi, số 1 này. Bên Thuận có thực phẩm, bán thực phẩm chức năng không anh? Có luôn nha Trung Phong Cường ơi. Trung Phong Cường đang cần thực phẩm chức năng để phục vụ cho việc gì? Để đẹp da, để cung cấp vitamin, để bổ não, để xương khớp hay là bất kỳ gì hả Trung Phong Cường? Bên Thuận thì thực phẩm chức năng rất là nhiều ha. Có những cái đây, ví dụ như là thuốc bổ não các bạn. Thuốc bổ não để cải thiện trí nhớ cho chúng ta nè, để giúp cho não chúng ta khỏe hơn nè, hoạt động tốt hơn nè. Và nó sẽ và cái thuốc bổ não này nó hỗ trợ cho những cái di chứng do bị tai biến mạch máu não để lại nè. Đây, Zinro ha các bạn ha. Thuận đang bán cái chai này, bên Thuận là 529k nha mọi người nha, thuốc bổ não. Rồi, kế tiếp thì Thuận có glucosamine nha các bạn. Glucosamine này hỗ trợ xương khớp cho người lớn tuổi nha ha. Ai bị xương khớp thì uống glucosamine. Giá glucosamine bên Thuận là 589k nha mọi người nha. Đây, glucosamine. Cái hộp này ai bị xương khớp uống tốt lắm nha. Tốt lắm luôn á. Rồi, bên Thuận lại có protein. Protein này ai mà da đầu, tóc mà bị nói chung là không có nhiều á, thì chúng ta uống cái protein này vô nha. Protein này cung cấp protein là giống như là hình như là protein là vitamin B12 thì phải. Protein đây các bạn thấy, protein này tới 1000 mcg lần nha, 10.000 mcg lần nha các bạn. Đây, giá này Thuận đang bán là 269k nha các bạn nha. Protein, ai cần mọc tóc, mọc lông nhiều, mọc chân mày nhiều, hay là có những nơi mà chưa mọc thì chúng ta uống này vô thì nó sẽ mọc hết nha mọi người. Mọc hết nha. Em chào anh Lê Viết Hùng. Sao cho chúng ông Cường ơi, bạn cần thực phẩm chức năng nào Cường ơi? Chúng ông Cường cần thực phẩm chức năng nào? Bên Thuận cũng có những cái loại, ví dụ như giống như là kiểu thuốc bổ nha các bạn. Đây, Centrum Liquid nè. Cái dạng này là dạng
dạng cung cấp vitamin, nhưng mà nó là dạng 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 nước nha mọi người, để nó hòa tan nhanh chóng vào. Vitamin nó tan nhanh chóng. Vitamin thì nó có hai loại vitamin. Một cái vitamin là nó có thể tan trong nước, và cái loại vitamin có thể tan trong chất béo nữa các bạn. Nên là có những cái loại mà rau củ quả chúng ta không đừng có luộc chín quá, nó sẽ bị tan hết, nó sẽ không còn những cái dưỡng chất đó ha. Nên là tất cả các nhà sản xuất đó, họ làm ra những cái viên vitamin, những cái hợp hello Jin, họ sẽ làm ra những cái thực phẩm chức năng để mà cho chúng ta cung cấp vitamin để bồi dưỡng cho cơ thể. Vitamin nó đóng vai trò quan trọng như sau. Ví dụ như là tất cả những cái thức ăn chúng ta thì bắt buộc phải có vitamin để nó chuyển hóa từ những cái thức ăn đó để mà thành những cái dưỡng chất để nuôi cơ thể. Thì tại sao có những người họ ăn nhiều mà họ không mập? Tại vì cái chuyển hóa để mà bồi đắp cơ thể nó không có. Ví dụ như họ ăn cơm nhiều, ăn tinh bột nhiều nhưng mà lại thiếu vitamin, thiếu rau củ quả, thì cơ thể chúng ta nó cũng sẽ thứ nhất là nó sẽ ít đề kháng nè các bạn. Vitamin nó quan trọng rất là nhiều đối với cơ thể, nó giống như là một chất xúc tác vậy các bạn. Nó y như là một chất xúc tác để mà nó biến tất cả những cái thành phần của dinh dưỡng của chất em muốn lưu loại thành phần chúng ăn, bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất có luôn nha Cường ơi. Đây bạn Trung Phong Cường là bao nhiêu tuổi rồi, nếu mà đây Centrum nè, vitamin nè, bồi bổ tất cả những cái dưỡng chất nè, đây vitamin Centrum tốt lắm luôn nha. Đây cặp này á là Thuận bán là 549k nha Trung Phong Cường ơi. Vitamin nè, dành cho người lớn nè, nó cung cấp năng lượng nè, chuyển đổi đúng giờ, chuyển đổi thức ăn dành cho mình nè, cung cấp cho mình nhiều cái dưỡng chất để mà cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn nè, rồi cho sức đề kháng của chúng ta cao hơn nè. Đây Centrum nha, Centrum cái cặp này bên ngoài bán mắc hơn Thuận rất là nhiều nha ha. Thuận bán là 549k nha Trung Phong Cường ơi, 549k. Đây có loại gummy nữa. Nếu mà bạn không thích uống thuốc thì nó có loại gummy nè, men nè, này dành cho men nè ha các bạn ha. Gummy này á thì chúng ta ăn em nhỏ hơn anh 1 tuổi, ok, giờ uống loại này là ok luôn rồi. Ăn loại này là ok luôn nha Trung Phong Cường. Nó cung cấp vitamin nè, calorie nè, vitamin A nè, vitamin A ha, tốt cho mắt nè, vitamin C nè, vitamin D nè, vitamin E nè, B6 nè, nha rất là nhiều loại ha nha Cường nha. Ôi chưa Cường ơi, nếu mà nhỏ hơn tuổi kêu mày tao đi Cường. Ok. Đà, cái này thì Cường có thể ăn từ 2 viên mỗi ngày ha. Cái này mình ăn thì đỡ phải uống thuốc ha. Cái này là cái loại mà mình giống như kẹo gummy vậy đó Cường, nhai để mà cung cấp vitamin cho cơ thể chúng ta, để mà cơ thể chúng ta chuyển hóa đổi chất, để mà cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh hơn. Đây ha Cường ha, đây cặp này 549k nha Cường, 549k. Bên này đó thì mỗi bên nó có 70 cục gummy, thì hai hộp nó là 140. Còn nếu mà Cường muốn uống thuốc thì có Centrum này cũng rất là ok nè. Centrum này bên Thuận bán rất là chạy luôn nha Cường nha. Rồi những cái loại mà vitamin nó cung cấp rất là nhiều cái để chúng ta trao đổi chất đó các bạn, để trao đổi chất để cho cơ thể chúng ta hấp thụ được tất cả những cái dưỡng chất của từ thức ăn ha. Nếu mà thiếu vitamin thì nó cũng đồng nghĩa với việc cơ thể chúng ta nó sẽ biểu hiện một cái thể trạng rất là kém các bạn. Ví dụ như những cái biểu hiện mà khi mà chúng ta thiếu vitamin nè, nổi đạn nè, tóc bị da đầu chúng ta có gào nè, và đó da đầu có gào là thiếu vitamin, thiếu biotin đó các bạn. Ví dụ như những cái khoáng chất như là sắt, magie này kia đó thì cơ thể của chúng ta rất là cần thiết mọi người, rất là cần thiết luôn á. Tuy nó vô hình ở trong thức ăn nhưng mà nó rất cần thiết cho cơ thể chúng ta nha. Nên là chúng ta cần phải bổ sung vitamin. Rồi, đây cái cặp này là cặp cho men luôn nha. Gummy for him nè. Nha. 549k nha Phong ơi. Phong Cường ơi. Rồi cái dạng này thì dạng này là dạng chúng ta uống nha các bạn. Rồi, Teminon các bạn ơi, Thuận đang có Teminon. Teminon này là thuốc này là thuốc của Mỹ, cái này là hợp thuốc mà tất cả những người mà ở bên Mỹ hoặc là châu Âu và châu Mỹ họ đều bỏ trong nhà một hộp đó, tại vì nó
nó trị cảm cúm nè, những cái bệnh mà cảm lặt vặt á, cảm nè, ho nè, sốt nè, đây tùm lum la đó ha. Đây cái viên này nó dạng như Paradol nha các bạn, nhưng mà dạng này dạng của Mỹ nha, nó mạnh hơn Paradol nha, nó mạnh hơn Paradol rất là nhiều. Nên là các bạn uống nhiều khi chúng ta uống thì chúng ta uống một viên xong rồi sau đó 8 tiếng sau nha các bạn, nếu mà cảm thấy ok thì chúng ta uống thêm một viên nữa, chúng ta được uống nhiều luôn. Temino ủa như Việt Nam đang đá Trung Quốc phải không mọi người, đúng không? Hình như Việt Nam đang đá Trung Quốc hả? Công nhận là hôm bữa Việt Nam đá với Thái Lan hay dễ sợ, hay cực kỳ. Trái banh của Quang Hải truyền cho ai ta? Trái banh Quang Hải truyền hay quá, đẹp thiệt. Ok, bây giờ mình xin quay lại cái sản phẩm đầu tiên nha mọi người. Sản phẩm đầu tiên thì bên Thuận đang về cái mặt hàng mà của Bed & Body Works đó. Mỗi chai như vậy là 219k nha, 219k một chai. Đây, bên Thuận còn rất là nhiều các bạn ơi, còn nhiều lắm. Đó, bạn nào cần thì Thuận ship cho nha. Nha, chai này mùi rất là thơm, ngọt ngọt, rất là dễ chịu, ok lắm ha. Và các bạn nữ, cái này là dành cho các bạn nữ ha. Bạn nữ nào mà shop của anh Thuận mở cửa từ mấy giờ thì đóng cửa vậy? Khoảng tầm chừng 8 mấy 9 giờ tối thì anh đóng nha. 8 giờ cỡ tầm 8 giờ 8 rưỡi thì anh đóng cửa rồi. Sáng thì khoảng tầm 10 giờ thì anh mở cửa. Ok, cảm ơn Trung Phong Cường nhiều nha. Anh đã tư vấn cho em hai loại gummy. Còn em muốn đẹp da nữa thì mình cứ mua cái John Theory 123 của cái gì dạng này nè. Dạng này nè. Dạng này uống đẹp lắm. Uống đã lắm. Uống nó chống nắng luôn. Chống nắng luôn mọi người. Chứ mà đàn ông chúng ta rất là lười biếng trong cái chuyện mà chăm sóc sắc đẹp. Thực sự thì bên mình nó không đơn giản được là chăm sóc sắc đẹp các bạn. Nó gọi là tự chăm sóc bản thân mình á. Nhưng mà người Việt mình á thì nhất là đàn ông á thì thường là mình quan điểm là sạch sẽ được rồi, nói chung là đừng có quá ư là cẩu thả thôi. Chứ còn sạch sẽ rồi tươm tất là thấy ok rồi. Nhưng mà bây giờ thời đại 4.0 rồi các bạn. Bên nước ngoài á, nhất là bên Hàn Quốc nè, bên Mỹ nè, bên châu Âu, nói chung là tất cả những nước khác á, những nước mà phát triển rồi á, thì con người ta họ biết chăm sóc bản thân mình lắm. Họ ăn uống hay là họ cung cấp những cái dưỡng chất, những cái vitamin, họ tập gym, rồi họ uống những cái collagen để cho da mặt họ đẹp. Thì những cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam mình á thì thật sự là nước còn đang phát triển, nên là các bạn nam thì cứ lao vào cái dòng của cơm áo gạo tiền, nên là miễn sao là tương tất sạch sẽ là ok rồi. Nhưng mà bây giờ là các bạn nên nhớ thời đại 4.0 rồi, chúng ta là đàn ông, chúng ta có quyền làm đẹp, chúng ta có quyền chăm sóc bản thân mình để cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, với thực phẩm chức năng, để da chúng ta đẹp hơn, với collagen. Hoặc là các bạn nam hiện bây giờ cũng rất là thường xuyên đi spa nữa các bạn. Rất là thường xuyên đi spa nha. Thuận thì thỉnh thoảng đi spa bên bên spa Ngọc Phú, Thuận làm da thì Thuận gặp rất là nhiều bạn nam đi spa nha. Thì bây giờ các bạn biết rồi, đàn ông mà nói chung là da trắng, da phải giống như mấy anh Hàn Quốc như vậy á, thì các bạn nữ mới thích ha các bạn ha. Ok. Rồi, cái tiếp thì Thuận có cả cái sữa ông chúa nữa nha các bạn. Sữa ông chúa này có một bạn hôm bữa đó mách với Thuận là các bạn có thể thoa thứ nhất là mình vừa uống nha, vừa uống và chúng ta có thể lấy cái sữa ông chúa này thoa lên mặt và có thể tắm chung với bia nha các bạn. Các bạn bỏ vô khuấy chung với bia rồi tắm lên, da rất là trắng sáng nha. Đây, sữa ông chúa bên Thuận bán là 669 nha các bạn, 669k. Rồi, omega 369 luôn. Omega 369 này là giúp cho chúng ta ngăn ngừa đột quỵ nè, sơ vỡ động mạch nè, bổ mắt nè, bổ tim nè, bổ não nè, bổ xương nè, đó đó, tất cả mọi thứ đều có trong này nha các bạn ha. Đó, đây đây, cái giá của cái hũ này Thuận đang bán là 639k nha mọi người, 639k nha. Ok, rồi
Rồi, tôi xin nhắc lại nha. Bên Thuận có cái bình xịt, cái xịt mũi của Nhật. Xịt mũi của Nhật này thì cơ chế của nó hoạt động như sau: chúng ta chỉ cần xịt một lần thôi và nó bảo vệ cho một cái chu vi của căn phòng khoảng tầm từ 15 đến 20 mét vuông, và nó không ảnh hưởng trẻ sơ sinh, không màu không mùi nha mọi người. Đây bình xịt mũi của Nhật, và chúng ta mỗi lần xịt, chúng ta xịt một lần thôi là sẽ bảo vệ được 24 tiếng đồng hồ ha. Xịt một lần bảo vệ được 24 tiếng đồng hồ. Hôm nay chúng ta xịt thì chúng ta canh giờ nha. Hôm nay là 6 giờ rưỡi tối, thì ngày mai đúng 6 giờ rưỡi tối chúng ta xịt tiếp vậy thôi. Còn thôi cứ mỗi tối các bạn mỗi xịt ha, nói vui nha. Đây mình xịt mũi 269k nha mọi người, 269k. Đây dầu gội biotin, dầu gội biotin 29k nha, dầu gội biotin 29k. Rồi, Head and Shoulder Mỹ. Head and Shoulder Mỹ, cái Head and Shoulder này là trị viêm da nha mọi người. Trị viêm da, trị gào, trị viêm da luôn nha. Giá bình thường là 289k một chai nha mọi người. Trị viêm da, ai bị viêm da mà ngứa đầu này kia đồ đó. Đó, chắc lâu quá không tắm hay gì đó. Thì bây giờ tắm lại thì chúng ta có cái chai này nha. Nha mọi người nha. Nhiều lắm các bạn. Bên Thuận đây, nước súc miệng Crest, nước súc miệng Crest collagen phía sau giá bao nhiêu? Collagen phía sau của anh là cái chai này thì collagen phía sau này là cái chai này là chai collagen của John Thurry Tech 123 nha mọi người. Chai này bên Thuận bán là 629k một chai nha, 629k một chai. Đây hũ này là 300, gồm 390 viên ha, 390 viên. 390 viên nha mọi người, 390 viên. Cái hũ này thì nó em ở Long An, Khánh Hòa hâm mộ anh rất nhiều. Ok, cảm ơn Hoàng Long rất là nhiều nha. Ok, cảm ơn Thùy Trang. Thùy Trang ơi, cái chai mà em hỏi là 629k một hộp nha nha Trang. Rồi Thuận có thêm cái chai này là chai nước súc miệng Crest nha các bạn. Nước súc miệng Crest Mỹ cực kỳ đã luôn nha, ai xài sẽ bảo đảm. Thử bảo đảm, sorry, thử bảo đảm cho mọi người á, xài rồi á thì mọi người sẽ rất là muốn xài. Đợt này Thuận về cũng chỉ có 2 thùng thôi ha. Nó không quá mạnh giống như là Listerine, và nó hỗ trợ làm cho trắng răng nữa nha các bạn. Cực kỳ đã nha, súc cực kỳ đã, thơm mát, diệt khuẩn nha, trị viêm nấu nha, ai bị nha chu nha. Ok, chúng ta cứ xài này nha các bạn. Một chai như vậy chỉ có 199k thôi, 199k một chai thôi nha các bạn. Hello, hello em, hello Duyên. Một chai gì có 199k thôi nha. Yeah. Nha mọi người, 199k. Nước súc miệng Crest mà. Ok, cảm ơn Hoàng Long rất là nhiều nha. Em Long yêu anh, I love you. Cảm ơn em. Rồi tôi xin nhắc lại, các bạn nam nào mà cần chai nôi này nè, bên Thuận đang giảm giá còn 699k nha mọi người, 699k. Hôm bữa đây cũng có cái dòng mà sữa tắm luôn, sữa tắm cũng của nôi luôn ha. Cặp này mà tặng cho sinh nhật hay là tặng này tặng kia là ok luôn á mọi người ha. Rồi cái này là 219k nha mọi người, còn cái này á là 699k. Nhưng bữa nay thời tiết nóng quá, mình cứ uống nước không luôn á, uống nước nguyên ngày luôn. Trăm chín chín đôi mày có luôn ngân quá đây. Ta làm ăn uy tín mà. Đương nhiên đưa 199. Hello Nga Đoàn, chào Minh Hữu. Đương nhiên em đưa anh 199. Phải thối là 1.000 rồi, chắc chắn phải thối là 1k rồi, điều đương nhiên mà. Ha, mọi người ha. Cặp xà bông tím bao nhiêu tiền về em? Cặp xà bông tím. Biotin. Biotin 239k một chai nha Loan Hoa Lương ơi. 239k một chai. Thì một cặp nó là để thường nhân coi,
239 nhân cho 2 bằng 478 nha. 478 nha Hoa Lương. 478. Hôm bữa tụi còn có biotin lớn nữa kìa, nhưng mà hôm nay chưa có về. Chưa có về, vài hôm nữa về cái biotin lớn đó các bạn. Vài hôm nữa về cái biotin lớn á. Biotin lớn mình xài nó lợi hơn ha, mà nó cũng có 379 ga. Nó hơn mil rất là nhiều. Để Thuận khi mà Thuận về Thuận sẽ up lên mọi người, ai cần thì liên hệ với Thuận nha. Vài hôm nữa sẽ về, tại vì mấy cái hàng Mỹ này các bạn không phải là lúc nào nó cũng có, nhiều khi nó có cái loại này, nhiều khi nó có loại kia. Có nhiều bạn có lần mà sao không ru vương võ, dương võ nhiều khi nói chung là hết cái hàng này rồi thì con bữa thì có đợt đầu thì có đem dầu gội cho Sumi về, bây giờ cũng hết luôn rồi, không còn một chai luôn, khách hỏi quá trời mà không có luôn các bạn. Thì nói chung là mỗi về nó mỗi đợt nó có những cái hàng riêng giống như vậy đó. Ok bạn ơi, các bạn nào cần thì cứ comment số điện thoại hoặc là comment cái sản phẩm phía dưới một chút, Thuận sẽ nhắn tin cho mọi người nha. Một chút nữa xong rồi Thuận sẽ comment, Thuận nhắn tin cho mọi người ha. Ông Dương Võ ông đi qua Mỹ rồi. Ông Võ Thành Tâm á, ông đi qua Mỹ luôn rồi. Lâu lâu ảnh mới về. Võ Thành Tâm á. Rồi. Ok thôi Thuận xin quay lại một vòng tất cả những sản phẩm của Thuận nha. Rồi xin nhắc lại, bên Thuận thì có cái spray của Bed & Body Works này nè, là 219k một chai nha mọi người. 219k một chai nha, Bed & Body Works 219k một chai. Đây 219k một chai nha. Bên Thuận có một chút là Thuận sẽ up lên. Nói chung là nó còn rất là nhiều mẫu, các bạn có thể chọn hoặc là shop chọn cho các bạn một mùi cũng được. Rồi Crest súc miệng 199k nha mọi người. Crest súc miệng 199k, cái chai này nó tới 1 lít lận. Nó tới 1 lít lận nha mọi người. Rồi nhiều lắm mọi người ơi. Kem răng 3D 159k một chai, một tuyếp 159k một tuyếp. Kem Fresh Mỹ 3D, cái trời xài đã lắm. Nhà Thuận đang xài, Thuận đang xài này nè. Hồi đó xài Colgate nhưng mà từ hồi chuyển sang Fresh xài xúc đã lắm. Đã lắm các bạn, 159k một cây. Rồi Scopy là 129k nha. Scopy này là 129. Có viên xả bồn cầu nữa mọi người. Các bạn nào rảnh á, nếu mà không có việc gì làm á, hay là một cái ngày nào đó mình cần đi mua sắm á, thì cần mua những cái đồ mà phục vụ cho bản thân mình, hay là mua những cái đồ giống như kiểu mà nhu yếu phẩm các bạn, thì tạp hóa thì các bạn thấy ghé qua Thuận. Bên Thuận nó cũng có nhiều cái hàng mà độc lạ lắm, nói chung là nhiều cái mà để mà chúng ta sử dụng, mà quan trọng hơn hết là chất lượng nó rất là lớn. Chất lượng nó ok, tại vì hàng Mỹ nhập 100% các bạn. Ví dụ như là dầu xanh chẳng hạn, dầu xanh xinh bên Thuận cũng có bán đó nè, 159k một chai dầu xanh xinh đó các bạn ha. Rồi nhiều lắm, các bạn ghé qua gặp Thuận rồi cà phê hay là ngồi nói chuyện chơi xíu cũng được ha. Dạ mấy nay Thuận cũng đang rảnh mà. Rồi Thuận xin chào mọi người nha. Chào mọi người, xin hẹn các bạn một cái like kế tiếp nha mọi người nha. Ok xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày, một buổi tối thứ tư thật là ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ bên những người thân và bên gia đình của mọi người nha. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn những cái like, những trái tim, những cái share, những cái comment của mọi người nha. Cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.